Vâng, xin cảm ơn chị Nhi rất nhiều. Thực sự là tại sao bảo vợ con mình hay uống thì có đường đi thể dục đâu. Các chị nhìn thấy kia thì bao giờ mà uống được. Tôi các chị một tràng pháo tay là động viên tinh thần các chị nữa. Đã ghi ban tổ chức tặng hoa bằng hoa. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Tiếp đội xúc hoa tan điểm hoàng.